giờ chỉ cho bố vô nữa là xong, bố với miếng thép đỡ bố là xong chứ không gì hết trơn. Đó em thấy không, cực kỳ đẹp ha. Hai nguyên full combo bộ lòng hết ha. Chào tất cả anh em đam mê dùng quay Thái chăm mơi. Hôm nay em sẽ làm clip thể theo yêu cầu của em trai là phân biệt heo của quay Thái chăm mơi đời 99/2001 và full chợ 1 nha anh em. Đó. Đó, trước mặt anh em là con heo của theo xe quay Thái chăm mơi nè, không đáp 2000 nha. Đó. Em sẽ đi vào chi tiết từng khía cạnh cho anh em luôn ha. Đó, mới sơn lại đó. Anh em thấy không? Đó, anh em mua heo theo xe quan trọng là chỗ này nè, đó, hai găng chỗ này nè. Chỗ sỏ treo bố đó nè, với cái nắp chụp màu đen nó dít dẹp đó ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái găng ốc xả gió nè, đó. Anh em thấy găng ốc xả gió không? Nói chung là con ốc xả gió là cực kỳ quan trọng nhất nha. Còn ốc trên này ít khi nào mà hư lắm anh em ơi, ốc dây dầu xuống đó. Đó, anh em không? Đó, heo full 1 thì nó có số đây nè. Đó, heo full 1 thì nó có số đây chứ không có gì cho anh em, rất là dễ ha. Heo tồn của quay Thái chăm mười á, đó, bữa nay em nghe giá là hết muốn mua luôn đó anh em. Trên 10 triệu nha anh em con heo. Thấy nóng lạnh không? Đó. Chơi heo theo xe sơn lại đi anh em ơi, đó nè, heo theo xe sơn lại nè, đó. Nó không phải không? Số 0 là đắt 2000 nha, nó có đời 99 nữa. Đó. Heo quay Thái cho 10 là nằm đây ha. Đó. Nhầm số nó nằm mới lên, nằm hàng ngang nữa là không phải quay Thái cho 10 nha anh em. Đó, cái số này nè, nhầm cái nó nằm ngang nữa là không phải của quay Thái cho 10. Đó. Đó, đời 99 thì số 9 nằm đời 201 và số 1 nằm trước vậy thôi chứ không có gì anh em chưa á. Còn heo full 1 thì chữ nó nằm đây nè. Đó, đời 99/2000 là chữ nó nằm đây nè. Còn bước sang 201, 202, 203, 204 á, thì đây nó có chữ Nissin chứ không gì hết trơn á. Cực kỳ là dễ nha anh em. Con heo này có phôi là cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, tất cả bộ đồ lầm của con heo này em là có bán hết nha anh em. Đó, có em có bán hết. Đó, anh em mến thì alo 0979 644 266 ha, chuyên phục tùng quay Thái cho 10 nha anh em. Đó, anh em thấy cái màu sơn không, bao đẹp nha. Nói chung là 8-10 với hàng theo xe nha anh em. Đó. Cái phôi đẹp thì sơn ra đẹp thôi, còn cái phôi xấu thì sơn ra xấu chứ gì hết trơn á. Đó. Những con heo theo xe nó có sới sọc đẹp thiệt chứ. Những con heo theo xe này ha, đó anh em thấy không? Con này 2000 ha, đây còn 99 đây, 9S27 ha, hai con 2000, hai con này 2000 và một con 99 ha. Đó, những anh em mua nè, đó bố cũng có bố cho anh em, ca đứt 7 đàng hoàng nha, đó. Nói chung anh em mua gì là có hết trong bộ lòng con heo ha, có hết nha anh em, đó. Này, thép đỡ bố nè, đó, cái thép này mới là quan trọng nè, nói chung là sản xuất nó nghỉ sản xuất rồi. Đó. Này là còn tồn lại được 1 2 3 4 cái ha, với đây 3 cái là 7. Đó, anh em mua trong bịch này sẽ mắc hơn, còn mua ngoài bịch này nó sẽ rẻ hơn nha anh em. Cũng là hàng zin nè, anh em mua cái gì cũng có hết trơn cho anh em nè ha. Đó.
hai thùng này là nằm ở trong heo này nè, à, đó thùng nằm đây, giờ thùng này nằm đây ha, đó. Kêu người ta kêu vu lớn vu nhỏ đó nè. Đó, có hết cho anh em nha. Đó. Những cái này á, là gam lại nha anh em, vẫn xài được bình thường. Chừng nào mà nó tệ quá thì em bỏ. Còn những còn xài được thì vẫn xài ha. Đó. Đó. Cái này là theo xe nè, đó lúc mà theo xe anh em mà lấy cái bát này nó chịu cho trong đây nè, đó nó không ra thì nó sẽ đánh, lấy búa nó đánh, trời ơi khổ thiệt chứ. Đó. Tới đây em sẽ gam sẽ làm mắt cái dấu chỗ này ha, nhưng mà chỗ này là không mài nha. Ta mài quá thì nó sẽ bắt vô cái phuộc thì nó sẽ bị ăn cái đĩa ha, ăn không đều ha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó anh em thấy không? Trước khi gáp đã tha mà bò tất cả hết cho anh em ha. Đó, anh em mua cái bát sắt này vẫn có luôn nha anh em. Nó hàng theo xe tiễn cực kỳ chọn, gam lợi vẫn có cho anh em luôn. Đó. Còn treo bố này cũng có luôn nha. Đó. Treo bố. Với vít che bụi ha, vít che bụi có luôn. Đó, đầy đủ hết cho anh em ha. Đó, anh em mua heo theo xe chủ yếu cái phôi thôi, với ba lỗ chân găng ốc là lụm kem nha anh em. Đó, phôi đẹp với ba lỗ chân gắt là lụm. Như vậy thôi chứ không gì hết trơn á. Còn vít tông mình thay anh em thay mới zin cho nó whip nè. Đó. Này hàng zin của Việt Nam nha anh em. Đó, gắn phu chờ 1 vết ít đồ xài chung đó. Đó. 4 zin luôn. Đó. Đó. Thấy không? Nè. Rồi anh em mua là có hết cho anh em, có chi tiết hết cho anh em nha. Đó anh em mến thì inbox Zalo hoặc là số điện thoại của em ha, 0979 64. Đó anh em trước khi vô cái xin đó này ha, nó anh em phải quét những cái sình đất ở trong đó, nước lớp nước sơn đó, anh em quét cho kỹ ha. Đó, vô phải đều nha anh em. Đó. Đa số nhiều anh em vô trái bít tông vô rất là cứng. Đó, đa số hai miếng sim này á, nói chung em mua 10 con có hết 9 con rồi. Nó không có gắn cái sim che bụi ở ngoài nên nó mau hư bít tông lắm. Đó, anh em phải vệ sinh sạch sẽ ha. Đó, trước khi vô bít tông á, anh em một là anh em lấy dầu thân đĩa ha. Xài xong rồi xịt ra, ra gáp vô liền. Cái thứ hai nữa là anh em lấy sườn bông ha. Đó, vô cho đều cho nhẹ nha anh em, xây cho đều cho bít tông hả vô. Đó, vô mà không đều lúc mà thắng nó cứng lắm anh em ơi. Nó gọi anh em vô là phải xài nha anh em. Đó chứ anh em để là tại nó có nước mà trái bít tông là bảo đảm anh em đó, để nó bị lên móc nó nổ bảo đảm 100% luôn. Em đã làm bị rồi nha. Đó, cái này em chia sẻ đến với anh em đó, nha. Anh em thấy không, người ta sản xuất ra là gắn được cái 4 cái sim mà anh em về Việt Nam mấy anh thợ này chế cháo còn 2 cái sim mà đó mà vẫn xài bình thường nha anh em. Nó quy lực của em là phải chi tiết 4 cái sim cho anh em ha. Đó. Sạch sẽ ha. Nó em mới vô cực kỳ nhẹ ha. Còn hồi cái lớp ngoài này nè, cái lớp ngoài này nè, đó, em sẽ tha một miếng sườn bông nữa đó, để mình đẩy vô. Tại bố mới lúc nào nó cũng dày hết trơn anh em ơi. Đó, anh em đẩy cho đều tay ha, đẩy cho xây đều cho bít tông đó. Là hứa anh em lên xe anh em canh dầu là bảo đảm bóp nhẹ hiệu à. Đó, con heo hoàn thiện rồi đó anh em thấy không. Đó. Giờ chỉ cho bố vô nữa là xong, bố với miếng thép đậu bố là xong chứ không gì hết trơn. Đó anh em thấy không, cực kỳ đẹp ha. Rồi clip của anh em xin kết thúc nha anh em. Đó, nếu anh em cảm thấy hay và có ích, đó, chia sẻ bạn bè cùng xem, nhớ ủng hộ em một cái đăng ký kênh nha anh em.
và đừng quên ấn cái chuông bên cạnh để trước khi ra video nó sẽ báo đến tất cả anh em ha. Rồi hẹn tất cả anh em những clip tiếp theo nha, vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày nha.